Đây, tiện thể cắt nốt cây này một lưới. Cái giá lá nó già lắm. Cái này nó cũng nhìn nó vui vui thôi, giá trị nó không có nhiều các bạn. Nó phù hợp với các bác nào mới chơi hoặc là không yêu cầu quá cầu kỳ, muốn có một cây xanh trong nhà và nó sạch sẽ, cũng có bệ bãi, thế được rồi. Chứ cứ ai cũng hướng đến chơi sâu quá thì lấy đâu ra cây mà chơi các bạn. Những cây mà đẹp đẹp xinh xinh nó cũng có cái đẹp của nó chứ các bạn nhỉ. Cắt nốt cái này. Lấy cái các bác có nhìn thấy không? Là...
đấy, nó khá là hay các bạn đấy, chứ không không phải là xấu gì đâu. Chiều cao và cái chân bệ nó hay, tất nhiên nó không xuất sắc được nhưng nó hay, nó có một cái gì đấy, nó cứ tự sinh tự dưỡng kiểu kiểu vậy. Đây, bây giờ quay gần cho bác xem nhé. Đây, thì truyền xuống các bác nhé. Cái con này mà làm làm con ráng làng mà bóng rộng ra mà lấy rễ buông xuống thì dễ lắm, nó rất là nhiều rễ rễ cám buông xuống đó. Và nó buông nó ăn ngay vào đất luôn đấy. Dòng này nó rất là khỏe đó. Một số dòng xanh nó ít cái rễ cám này, thì nhiều khi lấy vách nó khó thì chơi thân cốt đó. Rất nhiều những cái rễ cám thì nó làm cũng, nếu mà cây mà không nuôi thì nên vặt những cái này đi, nó khỏi bật cây yếu chết dần. Đấy, cái cây này cũng vừa được mấy năm lần này, mấy tối hôm qua bón lần vi sinh. Đấy, thì đây bệ biếc nó như bệ nhãn các bác, nó trải này. Ngày xưa là của ông anh, ông ấy thay vào cái chậu này, chứ tôi mà tôi trồng tôi cũng không thay vào chậu này vội. Cứ được, nó cứ ở đây cũng được. Đó. Bệ bãi nó hay lắm. Tất nhiên là phải có bộ đục thật dẻo nữa thì làm lại cái bệ này. Tôi thì tôi đang muốn sửa dáng cái cây này. Chơi này nó cũng khá là hay rồi. Nhưng tôi muốn sửa dáng cái cây này. Tôi muốn điều chỉnh một chút. Có thể tôi đang suy nghĩ, tức là cái đoạn cái thân này nó khá là đẹp, u sần khá là đẹp, chân bệ có. Tôi có thể là sẽ làm một cây 3 thân hoặc một cây 5 thân lên. Đấy, thì cành này có lẽ là sẽ cắt thu lại hết, thu lại cái mỏ. Nuôi cái này và cái này, nuôi đây rồi tách cái này ra, rộng ra, tách những cái thân này ra. Đấy, thế còn lại cái mặt này thì hơi đau đầu thôi, có lẽ là để nguyên thế này chơi nó tối ưu hơn các bác nhỉ, tối ưu hơn cả để tự nhiên này, đẹp mà, rất hoành tráng đấy nhỉ. Cảm ơn các bác. Nhoáng cái là xong hai cây rồi. Cảm ơn các bác nhé. Có con si cái hay.